Vâng, cái ký ức lớn nhất về Olympic đối với Châu là khi Châu xem Olympic Sydney năm 2000 và xem cô Trần Hiếu Ngân đạt cái huy chương bạc. Và lúc đó thì Châu cũng chưa có hình dung gì về Olympic. Đó mình mới đến 12, 13 tuổi. Và khi Châu xem cái Olympic Athens 2004 thì từ đó Châu mới cảm nhận được cái sân chơi Olympic là như thế nào. Bắt đầu với Taekwondo năm 10 tuổi, vài năm sau, Lê Huỳnh Châu đã trở thành ngôi sao triển vọng của Taekwondo Việt Nam khi đã giành huy chương bạc trẻ châu Á năm 2003. Nhưng cũng phải chờ tới 8 năm sau, Lê Huỳnh Châu mới hiện thực hóa được giấc mơ Olympic của mình khi đoạt vé tham dự Thế vận hội tại London năm 2012. Khi mình được tham dự Olympic thì cảm giác rất là hạnh phúc và nó giống như là cái ước mơ từ nhỏ mình đã thành hiện thực. Năm đó, tại Olympic London, Taekwondo Việt Nam thậm chí còn đoạt hai suất của Huỳnh Châu và Diệu Linh. Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình khi tham dự Olympic London 2012 là khi mình bước vào nhà thi đấu, ở cái khung cảnh nhà thi đấu và cái sân thi đấu rất là hoành tráng, nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là phấn khởi. Đó sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên của Lê Huỳnh Châu trong lần duy nhất anh tới với đấu trường Olympic. Tấm huy chương bạc của Trần Hiếu Ngân năm nào vẫn chưa có ai đổi màu. Thế nên, với trách nhiệm của mình, huấn luyện viên Lê Huỳnh Châu bây giờ đang cố gắng đào luyện những thế hệ tài năng mới để lấy lại vị thế cho Taekwondo Việt Nam.